Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đối ngoại và Hội nhập tuần này của Trung tâm Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, với mỗi di sản được công nhận, Việt Nam lại có thêm một cơ hội để được bạn bè thế giới biết đến, có thêm cơ hội để kích cầu du lịch, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích có được, thì việc di sản được vinh danh cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm. Không chỉ việc bảo tồn, tôn tạo di sản, mà còn phải quan tâm đến cách thức quản lý, tổ chức hoạt động và xây dựng chiến lược quảng bá di sản, làm sao để di sản có thể phát huy đầy đủ giá trị vốn có là điều không hề đơn giản. Và vị khách mời tuần này của chương trình Đối ngoại và Hội nhập là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Hoàng Đạo Cương. Mời quý vị hãy cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với vị khách mời này. Việt Nam với nghìn năm lịch sử là cái nôi văn hóa lịch sử phong phú và đặc sắc, một điểm hẹn hấp dẫn của bạn bè Nam Châu. Chính vì những điều kiện địa lý tự nhiên, lịch sử, văn hóa này đã tạo cho Việt Nam có tiềm năng du lịch dồi dào. Tiềm năng du lịch biển, rừng, vùng núi cao, hang động, kiến trúc cổ, lễ hội và là một đất nước của biển cả. Trên suốt chiều dài bờ biển 3.260 km, chạy dài từ Bắc tới Nam với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và các bãi biển được ghi nhận là vẻ đẹp, nằm trong bảng xếp hạng thế giới. Đến Việt Nam, du khách nước ngoài không chỉ bị hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bị chinh phục bởi truyền thống văn hóa, lịch sử độc đáo, cũng như sự thân thiện, hiếu khách của con người nơi đây. Chính những đặc điểm này, Việt Nam có nhiều di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại, gồm các di sản thiên nhiên thế giới và di sản di tích, văn hóa thế giới, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, cùng kho tàng văn hóa đồ sộ, độc đáo, trải dài 4.000 năm lịch sử dân tộc. Tất cả những điều đó đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia du lịch nổi tiếng thế giới với 22 di sản được UNESCO vinh danh. Cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân ạ. Vâng, đầu tiên có lẽ là xin bắt đầu cuộc trò chuyện về vấn đề là quản lý di sản. Chắc chắn đây là một cái công việc mà rất là nhạy cảm và hiện nay thì cũng gặp không ít những cái khó khăn, thách thức. Vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những khó khăn, thách thức này ạ? Đầu tiên thì chúng ta phải ghi nhận là công tác và bảo tồn di tích đã có rất nhiều thành tựu, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chúng ta đã có luật di sản văn hóa năm 2001 và luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009. Cùng với nó là rất nhiều những các cái nghị định, các cái thông tư hướng dẫn về cái việc bảo tồn và phát huy các cái giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Ngoài ra thì đã có một hệ thống quản lý bảo di tích từ trung ương tới địa phương, trong đó thì Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch thực hiện cái việc quản lý nhà nước về các cái di sản văn hóa, và các ủy ban dân địa phương thì thực hiện cái việc mà quản lý sử dụng của các cái di tích. Ngoài ra thì bổ sung thêm cho các cái văn bản pháp luật là chúng ta đã có một cái thực tế 50 năm bảo tồn và trùng tu các cái di tích và xây dựng được những cái khoa học nhất định về cái khoa học bảo tồn trùng tu di tích đối với di tích kiến trúc gạch đá và kiến trúc gỗ, những kiến trúc rất phổ biến ở nước ta. Chúng ta đạt được nhiều thành công và đã cứu vãn được rất nhiều các di tích, và đa phần các di tích hiện nay ở trong các cái tình trạng tốt để giữ gìn cho các cái thế hệ mai sau. Có thể kể ra đây là khu phố cổ Hội An, ở Thánh địa Mỹ Sơn, cố đô Huế hiện nay đang được bảo tồn rất tốt và phát huy các cái giá trị cho các cái bổ trợ cho cái ngành kinh tế du lịch và quảng bá cái di sản. Ngoài ra thì chúng ta biết là rất nhiều những cái ngôi đình, ngôi chùa nổi tiếng như là chùa Keo, đình Tây Đằng, đình Thụy Phiêu, những cái tác phẩm kiến trúc gỗ hết sức là đẹp và nổi bật như vậy thì cũng được ở trong cái tình trạng rất là tốt. Hàng trăm các di tích kiến trúc nghệ thuật được giữ gìn và bảo tồn để đến các thế hệ mai sau có dịp được chiêm ngưỡng. Vâng, bảo tồn di sản mà không đem lại lợi ích cho cộng đồng thì việc bảo tồn sẽ không bền vững. Thế nhưng mà khai thác mà bất chấp việc gìn giữ di sản thì sẽ lại đánh mất tài nguyên. Vậy thì làm thế nào để chúng ta thực hiện được tốt mục tiêu kép này ạ? Tôi nghĩ rằng có nhiều cái quan niệm về vấn đề này. Có những người quan niệm là một cái di tích, một cái di sản nó phải giữ nguyên được cái hình ảnh ban đầu.
thì nó mới có giá trị. Tuy nhiên thì với khái niệm rộng mở hiện nay về di sản trên thế giới, cái quan niệm hiện đại, thì cái di sản nó phải mang cái dấu ấn của các cái thời kỳ mà nó tồn tại, mang trên mình các cái mốc thời gian, và nó làm phong phú thêm cho di sản không những trước đây, hôm nay và cả mai sau nữa. Luôn luôn trong cái công tác bảo tồn và trùng tu di tích là có xuất hiện cái việc giải quyết cái mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Và điều này còn diễn ra ở trong cái việc mà ở trong các cái cuộc sống hàng ngày, thậm chí là trong cái việc trong các cái dòng họ, trong các cái gia đình. Thế thì đã có rất nhiều những cái ví dụ về vừa bảo tồn tốt di sản và phát huy được giá trị của nó, đem lại cái sự quảng bá về văn hóa và phát triển kinh tế du lịch. Ví dụ như là ở các cái di tích mà được UNESCO công nhận như Hội An, ở khu phố cổ Hội An, như di tích thánh địa Mỹ Sơn, hay là cố đô Huế, hay là hiện gần đây là có Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đâu đó chúng ta vẫn thấy có những cái vấn đề vì các cái quy định nó chưa phù hợp đấy, và chưa có cái sự đồng thuận và tham gia của người dân, dẫn đến cái việc là chưa triển khai được các cái dự án bảo tồn. Đặc biệt là những cái di tích hay khu di tích mà có cái sự cư trú tham gia của người dân, ví dụ như làng cổ Đường Lâm hay là một số nơi khác. Chúng ta phải tìm hiểu sâu, sát vào di tích từ góc độ lịch sử, về văn hóa, về kiến trúc, về nghệ thuật, về mỹ thuật, về khảo cổ, về bảo quản, để thấy hết được những cái tầm quan trọng và sự khó khăn của việc bảo tồn từng cái cấu kiện kiến trúc một. Chúng ta không nên đứng ở xa, đứng ở ngoài và thể hiện cái sự yêu quý của mình với di sản theo một cái cách nhìn hẹp, mà nên là phải đứng vai trò của chuyên môn, cân nhắc các yếu tố về khoa học công nghệ, về cái nguồn lực, thì chúng ta mới sẽ có một cái cách ứng xử phù hợp và hữu hiệu để bảo tồn các cái di sản tinh hoa của dân tộc. Gần 2 thập kỷ qua, Việt Nam đã có hơn 12 di sản vật thể và phi vật thể được vinh danh là di sản văn hóa tiêu biểu của thế giới. Việt Nam cũng có các di sản tư liệu thế giới, công viên địa chất toàn cầu và nhiều khu dự trữ sinh quyển thế giới. Những di sản quý giá đó là niềm tự hào của Việt Nam trong quá trình hội nhập cùng thế giới. Tất cả các di sản của Việt Nam sau khi được nâng tầm từ quốc gia lên quốc tế đều phát huy tốt hơn trước đó. Theo cách nhìn nhận sâu sắc của một nhà nghiên cứu văn hóa thế giới sâu sắc, bà Catherine Mueller, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam, thì các di sản ở Việt Nam là sự hội tụ, tổng hòa của nhiều yếu tố, là sự liên kết giữa vật chất và tâm linh, tất cả đều đẹp và có sự khác biệt, không trùng lặp. Sau khi được UNESCO vinh danh ở tầm thế giới, các di sản văn hóa thế giới thì các di sản đều có được sức sống mới, sôi động hơn. Khi có thương hiệu mới, di sản trở nên có sức hút mạnh mẽ hơn, trở thành điểm đến du lịch trọng điểm, tạo nguồn thu lớn để các địa phương có thể tái tạo lại công cuộc bảo tồn di sản. Các di sản thì không chỉ đem lại nguồn lợi khi phát triển du lịch bền vững mà còn đưa những giá trị và những hình ảnh của đất nước con người Việt Nam tới gần hơn tới bạn bè quốc tế. Vâng, có lẽ là chúng tôi cũng xin được đề cập đến câu chuyện quảng bá hình ảnh của di sản Việt Nam. Chúng ta đã kết hợp với rất là nhiều những hãng thông tấn và kênh truyền hình nước ngoài như là BBC hay là CNN để quảng bá. Và bản thân ông thì cũng là từng là một nhân vật trong một đoạn phim về Hà Nội, lịch sử văn hóa con người. Vậy thì xin ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về các chiến lược quảng bá của chúng ta trong thời gian tới ạ. Trong các cái truyền thông quảng bá về văn hóa ở Việt Nam thì rất nhiều các cái hình ảnh về danh lam thắng cảnh và các cái di tích. Và những hình ảnh đó thì được trình bày hết sức là đẹp và tôi nghĩ hết sức là hấp dẫn. Và điều đó chứng tỏ là cái sự quan tâm và cái nhận thức về di sản, cái sự quan tâm đấy và cái sự cần thiết tìm hiểu của những cái du khách hay là những cái nhà nghiên cứu quốc tế đối với các cái di tích ở Việt Nam. Chúng ta thấy là những cái di sản thiên nhiên thì nó hết sức là tự nhiên, nó đẹp, hay các di tích nó bình dị và có cái màu sắc thời gian. Thì tôi nghĩ là đó là cái nét riêng của cái di tích, di sản của Việt Nam so với các nước khác trong khu vực. Chúng ta phải thấy là hiện nay rất nhiều các cái di tích của chúng ta
được xếp hạng, được công nhận, nhưng là những cái di tích sống, tức là những di tích mà nó đang thực hiện cái chức năng ban đầu của nó, những cái ngôi chùa, những cái ngôi đình phần nào, và các cái ngôi đền vẫn thực hiện các cái việc mà người dân đến thăm viếng tế lễ hàng ngày. Cùng với đó là các cái di sản kiến trúc đô thị qua nhiều thời kỳ, những cái xóm làng từ cách đây 200-300 năm, những cái khu phố như là khu phố cổ Hội An, những xóm làng ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ hay là ở Nam Bộ có cái tuổi đời một vài trăm năm, hay là những cái khu phố mà cũ có tuổi đời khoảng 100 năm thôi. Nếu chúng ta mà giữ gìn, bảo tồn tốt bằng các cái chính sách, bằng các cái quy định, các cái quy chế, thì tôi nghĩ là đây sẽ là một cái vốn liếng hết sức là lớn cho cái công tác mà quảng bá rồi thu hút khách du lịch. Và thực ra tôi nghĩ là nó làm đẹp cho cái cuộc sống đô thị và giữ được cái truyền thống của ông cha ta. Vâng, và một câu hỏi cuối cùng ạ. Hiện nay thì được biết là Thứ trưởng đang phụ trách hai mảng là di sản và thể thao. Vậy thì có bao giờ hai mảng này, hai lĩnh vực này sẽ được kết hợp với nhau để chúng ta có thể thu hút sự chú ý của bạn bè quốc tế nhiều hơn hay không, thưa ông? Đây là một câu hỏi thú vị. Và tôi nghĩ rằng cái việc này nó gắn bó với nhau. Về tinh thần, dân tộc chúng ta là một dân tộc có truyền thống văn hóa lâu đời, rất là cần cù, rất là thông minh và thượng võ. Thì tôi nghĩ là nó cũng là một cái yếu tố để chúng ta phát triển cho cái công tác với thể thao, với những đặc trưng riêng của từng cái bộ môn thi đấu. Hiện nay có một số các cái môn thi đấu mà chúng tôi thấy nếu mà thực hiện ở các cái danh lam thắng cảnh hay là ở các cái khu phụ cận của các cái khu di tích khi lên hình ảnh thì nó có cái tác dụng quảng bá rất nhiều, không những cho cái việc mà cái cuộc thi đấu thể thao mà cho cả những cái hoạt động du lịch. Xin cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân ạ. Thưa quý vị, Việt Nam là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn chủ động và ngày càng có nhiều đóng góp tích cực vào công việc chung của khu vực và trên thế giới. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13 về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế, Việt Nam đã và đang nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Trong tháng chủ tịch thứ hai tại Hội đồng Bảo an vào tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã và đang chủ trì điều hành các công việc của Hội đồng Bảo an trên cơ sở cân bằng, khách quan, xây dựng và hướng tới đồng thuận, tích cực đề xuất các sáng kiến để cùng các nước thành viên Hội đồng Bảo an giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh quốc tế quan trọng. Việt Nam đưa ra 3 ưu tiên. Thứ nhất, làm thế nào để ngăn ngừa được cuộc xung đột, để tránh được cuộc xung đột xảy ra. Và cái thứ hai là nếu mà các cuộc xung đột không thể tránh khỏi thì làm thế nào để bảo vệ thường dân, bảo vệ người dân vô tội trong cuộc xung đột đó và bảo vệ những cái sinh kế của họ trong các cuộc xung đột. Và cuối cùng, khi là các cuộc xung đột đã qua đi thì làm thế nào để khắc phục những hậu quả của nó, trong đó có vấn đề bom mìn. Xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử và thông qua thực tiễn bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng nền hòa bình bền vững ở khu vực và trên thế giới. Xây dựng và duy trì hòa bình bền vững là cả một quá trình bao trùm, gồm nhiều giai đoạn, từ lúc chưa có xung đột, trong xung đột và sau xung đột. Cần phải có cách tiếp cận tổng thể, đa chiều, có sự tham gia của đối tác và mọi thành phần. Giải quyết những hậu quả bom mìn không chỉ là vấn đề nhân đạo mà còn là vấn đề phát triển. Từ kinh nghiệm của chính mình, chiến tranh đã qua đi gần một nửa thế kỷ. Thế tuy nhiên, hậu quả của bom mìn để lại vẫn còn rất nặng nề. Đến 1/5 diện tích của Việt Nam vẫn đang chịu cái hậu quả vẫn còn sót lại, bom mìn vẫn còn sót lại. Và để giải quyết hậu quả của nó thì cũng cần phải đến vài trăm năm mới có thể giải quyết được. Vậy chúng ta mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm làm sao mà giải quyết cùng cộng đồng quốc tế giải quyết hậu quả này. Việt Nam tổ chức một số sự kiện điểm nhấn do lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì về các chủ đề ưu tiên như tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin, đối thoại trong ngăn ngừa
và giải quyết xung đột, khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững, tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn. Xuyên suốt trong thời gian còn lại nhiệm kỳ của mình, Việt Nam tiếp tục tích cực lồng ghép các quan tâm, ưu tiên trong quá trình thảo luận, thương lượng và quyết nghị của Hội đồng Bảo an. Việc Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an, trong đó có hai lần đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an, sẽ góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc và với các đối tác lớn đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, tạo đà cho việc hội nhập quốc tế mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới. Đây cũng đánh dấu bước trưởng thành của đội ngũ cán bộ ngoại giao, nhất là cán bộ ngoại giao đa phương, cả về lượng và chất, vươn lên đảm nhiệm những trọng trách mới mà Đảng, Nhà nước giao phó, xứng tầm với tầm vóc, thế và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới. Và những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đối ngoại và Hội nhập tuần này của Trung tâm Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!